Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy là sáng nay thì thầy có cho đại chúng là tụng kinh 7 cách dứt trừ khổ đau. Thì trong bản kinh ấy nó có hai từ là từ hán nôm, thì con không được hiểu nghĩa của nó lắm, thì con xin thầy là giải thích cho con hai từ hậu lặc, lậu hoặc là gì ạ? Kính thưa đại chúng, Phật tử đây buổi sáng thì có tụng cái bài kinh là trong kinh Trung Bộ đó, thì Đức Phật dạy 7 phương pháp để dứt trừ khổ đau. Thì trong đó có cái từ lậu hoặc, Phật tử chưa có hiểu thì cũng xin phép được chia sẻ thế này. Cái từ lậu hoặc á, chữ lậu có nghĩa là rỉ chảy, thấm ướt, rò rỉ đó. Đó là chữ lậu. Còn chữ hoặc có nghĩa là mê lầm, hoặc ta gọi là mê hoặc á, tức là mê lầm, tối tâm. Đó. Thì những cái sự mà mê lầm tối tâm á, trong tâm á, khi mà nó tiết ra, nó rỉ ra, nó thấm ướt, chẳng hạn như là phiền não cũng là một lậu hoặc. Tức là khi mà phiền não nó có mặt, nó phát sinh, thì nó làm là tiết ra cái chất khổ đau, nó rò rỉ ra cái sự khổ đau. Cho nên là Đức Phật gọi đó là lậu hoặc. Thì đây là cái tâm hành, đây là một dạng phiền não đó, mà chúng ta phải nhận biết để rồi chuyển hóa và chấm dứt. Thì nói rõ lại là lậu hoặc á, là những cái chất mê lầm, phiền não, bất an, khổ đau, bất thiện á, trong tâm mình. Khi mà mình không có tu tập á, thì nó sẽ rỉ chảy, nó tiết ra. Những cái phiền não đó nó tiết ra, thì nó làm cho mình là tạo nghiệp bất an khổ đau. Đó là cái từ lậu hoặc là như vậy.